để được sở hữu một chiếc xe Vios bản E xịn đời 2017 mà không qua taxi, không qua dịch vụ, thì em Hương đã rất là tốn rất là nhiều sức lực thì mới có thể rước em Vios bản E xịn về làm dâu. Thì em rất mong rằng sau video này thì em nó sẽ lại lên duyên với một bác nào đấy ở tỉnh khác này. Một siêu phẩm Vios bản E xịn được trang bị động cơ là hộp số sàn đời 2017, không taxi, không dịch vụ và số máy zin đẹp cho em. Với nước sơn màu đen đẹp, em nghĩ là sau video này em đăng lên được rất là nhiều khách hàng quan tâm về Vios để tìm được một dòng xe Vios. Hơn nữa là còn không tư nhân, không taxi, không dịch vụ thì quá là khó luôn đúng không ạ? Thì hôm nay em đã may mắn này sở hữu một chiếc xe Vios cực đẹp này, được sản xuất năm 2017, động cơ trang bị 1.5, em Hương đang bán với giá chỉ có 368 triệu cho một siêu phẩm Vios này. Đầy đủ cho em cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí nhá. Nước sơn thì màu đen đẹp, đèn pha phía trước có là đèn halogen kết hợp với đèn phá xương, form dáng mới của nhà Vios rồi. Vios là một trong những dòng xe rất là lười thay đổi form dáng, thì em này là form dáng mới nhá. Động hộp số bên trong, động cơ bên trong cũng là máy to, form dáng mới, máy trắng luôn. Một chút nữa thì em sẽ quay khách hàng nhà mình cùng xem. Quay luôn khách hàng nhà mình bộ lốp còn mới theo xe như thế này, đời 2017, lốp còn rất là đẹp. La răng thể thao phanh ABS này, bộ la răng cực chất cho em. Xin nhan thì được tích hợp ở trên gương, ốp hết mạ chrome cao cấp ở cái vì chắn mưa ở phần trên, lẹp chân kính trên và lẹp chân kính dưới này. Xin nhan thì được tích hợp ở trên hông, ở trên gương, xin nhan tích hợp ở trên gương nhé. Đây, gương kính thì liền đời theo xe cho em, ốp hết lẹp chân kính rồi. 368 triệu ạ. Nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Từng con ốc nhỏ nhất thì em cũng quay để khách hàng nhà mình cùng nhìn này. Bút chấm sơn QC của nhà sản xuất còn đẹp căng. Phần táp ly cửa đây, bình thường nếu như mà có những đường như thế này các bác sẽ nghĩ là bằng da nhưng không phải đâu ạ. Đây là hoàn toàn bằng nhựa cứng nhé. Táp ly những cái vân hoa rất là đẹp, và với những cái đường nổi bật giả may như thế này cực kỳ chất cho em. Phần này cũng là bằng nhựa và giả những cái đường may này. Bệ chống mỏi tay cực kỳ chắc chắn này. Móc khóa tự động hạ cửa kính cho em đây ạ. Có hộp để cá nhân để đồ. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa này. Máy số zin thì keo chỉ cánh cửa cũng tất nhiên là zin rồi. Zin đẹp cho em luôn. Hàng ghế bên trong cực kỳ cao cấp chất lượng. Các bác nhìn hàng ghế da này, quá là chất luôn. Trần cũng lên là trần da 3D cho em. Nhiều khách hàng lại bảo là sao tư nhân lại lên trần da. Đơn giản là nhiều khách hàng họ thích thì họ lên thôi đúng không ạ? Lên thì rất là sang mà, rất là đẹp luôn. Ghế da cao cấp, căng mọng, không hề bị nhăn nheo sâm, không hề bị xô lệch một chút nào. Má ghế này rất là chắc chắn luôn. Móc khóa thông minh này, móc khóa sáng choang này. Từng con ốc nhỏ nhất, cánh cửa bản lề em cũng quay để khách hàng nhà mình cùng xem. Túi khí an toàn cũng được trang bị ở bên ghế phụ này. Các thanh hướng điều gió, điều hòa hoạt động hoàn toàn bình thường. Hộp để đồ cá nhân đây ạ. Một chút nữa sang bên kia thì em cũng quay cho khách hàng nhà mình xem nhé. Còn đây là hàng ghế phụ phía thứ hai đây. Lẹp chân kính này, lẹp đây, đầy đủ, ốp hết mạ chrome cao cấp, tay nắm cửa rồi. Gương kính thì cam kết liền đời theo xe. Vì hàng ghế đầu tiên hơi ngả ra nên hàng ghế thứ hai nhìn sẽ như vậy thôi. Chứ còn là hàng ghế thứ hai cực kỳ rộng rãi cho em. Trần lỉ 3D, à trần da 3D hình quả chám này. Ghế da đẹp căng. Quan trọng là máy số này, đẹp từng con ốc như thế này. Đó, các bác nhìn đi ạ. Keo chỉ zin, móc khóa trẻ nhỏ thông minh trên cánh cửa. Phanh ABS chống bó cứng thể thao đầy đủ cho em. Các bác nhìn ạ, bản này là bản E xịn cho em. Tư nhân, không taxi và không dịch vụ. Dàn lốp còn mới này. Hòn sỏi này nó còn ăn thế này cơ mà. Đó, từng con ốc nhỏ đẹp. Với nước sơn màu đen đẹp, nổi bật là những đường dập lổi và khớp lối thì cực khít này. Phía sau xe thì có cho em làm một cái mắt cam, cam lùi phía sau nhá, với một bộ đôi đèn hậu phía sau và đèn gầm cực kỳ sắc nét luôn. Cốp em này thì là bản sedan nên khoang cốp cực kỳ rộng rãi luôn. Cốp cực kỳ rộng rãi nhá. Cốp em này thì sẽ mở bấm ở trong khoang bên bác tài, có một cái nút bấm để mở cốp ạ. Đây, mở cốp đây các bác này, mở cốp sẽ mở như thế này cho em. Khoang cốp này em Vios bản sedan này thì khoang cốp cực kỳ rộng rãi cho em luôn. Một cái kho chứa đồ khổng lồ luôn, cực kỳ sạch sẽ nhá các bác nhé. Rộng rãi và sạch sẽ, lốp sơ cua này đầy đủ này. Dụng cụ tăng kích lốp cũng còn nguyên, sàn bệ thì cực kỳ sạch sẽ. Máng nước hai bên phía sau cũng vậy này. Bấm đinh tán này, cực kỳ sạch đẹp cho em luôn. Đây các bác nhìn đi ạ. Quá là xuất sắc luôn.
Về cái phần lưới tản nhiệt này cũng còn nguyên cho em này. Keo chỉ zin lắp cabo, cái lốt cắt còn như thế này cơ mà. Xuất sắc luôn, zin đẹp luôn, xe tư nhân, không qua taxi, không qua dịch vụ. Đây, đứng là bên ngoài khách hàng nhà mình cùng nhìn form dáng nhá. Nước sơn thì màu đen đẹp. Cụm đèn hậu phía sau to bản sắc led, có đèn gầm. Bản này bản e xịn, một dàn lốp còn mới cho em. Mới lốp mới này các bác ơi, lốp này rất là mới luôn. La răng thể thao, phanh ABS chống bó cứng này, gương kính thì liền đời theo xe. Một siêu phẩm đời 2017, một chiếc Vios bản e xịn đây ạ. Ghế da cao cấp, từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay rồi. 4 quả loa to bản, trang bị 4 cánh cửa, tự tin bao check, bao test hãng khách hàng nhà mình. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh. 368 triệu cho một siêu phẩm Vios không qua tư nhân có phải rất đáng để khách hàng nhà mình cùng tham khảo không ạ? Móc khóa này, các bác nhìn này, nút bấm auto này, móc khóa cửa này, chốt khóa này, kính này, táp ly này, một trong những cái táp ly đẹp nhất như thế này. Là khuẩn phăng bác tài đây ạ. Keo chỉ zin đây nhá. Móc khóa này, sticker nhà sản xuất này. Bước lên vào hàng ghế của bác tài, ngồi luôn trên ghế vô lăng của bác tài thì cụm đồng hồ cực kỳ sắc nét này. Gương kính này chỉnh cho em này, các thanh điều hướng điều hòa này, táp lô này. Đèn trần hoạt động hoàn toàn bình thường, màn hình cam hành trình đây ạ. Và một cái màn hình, các bác nhìn này, một cái màn hình xịn to như thế này. Nghe nhạc giải trí có phải là quá là phê không ạ? Điều hòa auto, sấy sưởi kính đầy đủ, lấy gió trong ngoài, một cái cổng sạc 12V. Củ số này hay gọi là cần số này, với cái áo da cực kỳ sắc nét đẹp. Phanh tay đầy đủ cho em khi mà có cả áo da đẹp như thế này rồi, không hề mòn bóng này. Bẹ chống mỏi tay này, bên trong có một cái thiệp mời gì đây? Chắc là bác Hà, bác này là một cái bác nào đấy nằm bên nhà hàng rồi, quản lý nhà hàng. Sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài. Vô lăng thiết kế ba chấu này còn rất là đẹp. Phần này là phần da mềm nhé, sờ rất là mềm mại luôn, không hề bị vỡ, cũng không hề bị mòn nhé. Còn bây giờ thì em sẽ mở ra khoang động cơ, máy móc hay còn gọi là trái tim của chiếc xe, để khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng ạ. Những khách hàng nào mà quan tâm về chiếc xe Vios đời 2017 bản e xịn, không taxi, không dịch vụ bên em Hương, thì nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương có hotline 035 460 2790 để được em Lê Hương tư vấn này, và để cho mình một cái giá tốt nhất ạ. Em sẽ mở ra khoang động cơ máy móc của chiếc xe đây ạ. Đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe, nó chính là máy trắng và form dáng to mới đây. Cực kỳ khỏe này, tiết kiệm nhiên liệu với động cơ trang bị là 1.5 số sàn. Máy móc các bác nhìn đi ạ, đời 2017, máy số zin đẹp như thế này. Keo chỉ zin nắp cabo, các cái lốt cắt còn đẹp. Kể cả những cái thảm chống nóng, giảm nhiệt, giảm tiếng ồn còn nguyên này. Sticker trên lắp cabo cũng còn nguyên nhá. Máng nước hai bên, ụ giảm chấn hai bên, các bác nhìn đã không hề đâm xô, không hề ngập nước. Bút chấm sơn QC này còn đầy đủ đẹp cho em như thế này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết rồi về siêu phẩm Vios đời 2017 số sàn bên em Lê Hương. Những bác nào thật sự quan tâm thì hãy nhấc máy lên và gọi cho em qua hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Em xin phép được đọc lại thông tin của xe. Một chiếc xe Vios bản e xịn, không taxi, không dịch vụ, đời 2017, số sàn, đầy đủ cam lùi, cam hành trình và màn hình giải trí này. Em Lê Hương đang bán với giá là 368 triệu. Còn có lẽ thì bây giờ em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây, dừng buổi review xe ở đây ạ, vì em đã có khách gọi rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.